Quá đẹp luôn. Quá mở đâu.
đừng đi về luôn. Còn đứng trên cầu luôn à? À đổ mò, đổ mò rồi.
lại hàng mệt lắm rồi. Đi bánh hồ thì lỗ mất 200 yên thôi đi về. Hôm nay mình có việc nên là cũng không muốn chơi nữa. Thấy máy nó khôi khoai ấy. Muốn chiến tiếp nhưng mà thấy hôm nay kiếm máy 6 khó lắm. Đi về. Chào và hẹn gặp lại anh em nhé. À buổi sau. Hôm nay về mình có nhiều việc quá không chơi nữa. Chơi được. Cái ông già già ông ấy ngồi ở máy 6. Ông chơi lúc làm 3 khay. Kinh thật. Mình thì hôm nay thì cũng không muốn đi chơi đâu, nhưng mà đi quay video cho nó vui. Đầu tư một man mà thu lại thì không thu được, mà lại mất 4-200 yên. Thôi cũng được, không sao cả. Đi về. Tính ra nghỉ từ đầu thì cũng đủ gỡ lại vốn đấy. Nhưng mà anh cố đến 100 không nổ thôi. Quay video à. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Chúc anh em hôm nay nếu mà buổi chiều và chiếc Pachinko gặp nhiều may mắn. Bye bye. Xem kênh của mình thì hãy cho mình xin một like nhá. Bye bye.